Xin chào các bạn, hôm nay kênh ẩm thực Việt của mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái món ăn rất là ngon và mùa này rất là nhiều, và nó lại cực kỳ tốt để giúp chúng ta phòng chống bệnh ung thư. Đó là món ăn từ đậu đỗ hay là đậu đũa. Đậu đũa là nguồn cung cấp bioglycan A, một trong những loại estrogen thực vật đóng vai trò quan trọng trong khẩu phần ăn để phòng chống ung thư. Thế nên khi mà chúng ta ăn đậu đỗ thì chúng ta sẽ rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, mà ngăn ngừa được cả những cái bệnh ung thư. Mà mùa hè này thì đậu đỗ rất là nhiều, trồng rất là dễ, và chúng ta nên tận dụng chúng ta ăn cái rau này trong mùa này nhá. Và cứ một tuần chúng ta cứ thay đổi bữa ăn vài bữa cái đậu đỗ này. Các chất chống oxy hóa có trong cái đậu đũa của chúng ta như là vitamin C, mangan, vitamin B2 sẽ phá hủy các gốc tự do, ức chế khả năng phát triển của các tế bào ung thư. Nên chúng ta ăn đậu đỗ thường xuyên sẽ cung cấp cho chúng ta lượng folate giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư ruột kết, ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư não, và thậm chí cả ung thư phổi nữa. Ngoài ra, ăn đậu đỗ sẽ giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, bảo vệ thai nhi, nâng cao chất lượng giấc ngủ của chúng ta, và cái quan trọng là tăng cường khả năng miễn dịch. Khi mà tăng cường được khả năng miễn dịch thì chúng ta phòng chống được rất là nhiều bệnh, bởi vì trong đậu đỗ chứa rất là nhiều vitamin B1. Và khi mà chúng ta ăn đậu đỗ ấy, thì cái vitamin B1 và B2 ở trong đậu đỗ thì giúp chúng ta sẽ tránh được bệnh bực tinh thể và tăng nhãn áp. Và nên chúng ta khi mà chúng ta ăn này, vừa chúng ta giúp chúng ta sáng mắt, phòng chống các bệnh về mắt và ngăn ngừa chứng đau nở, lửa đầu, thiếu máu não, bổ sung năng lượng cho cơ thể. Và thậm chí nó còn giúp chúng ta ngăn ngừa béo phì nữa, và giúp giảm cân nếu mà chúng ta ăn luộc ấy. Là nó sẽ không có dầu mỡ thì nó sẽ tăng về vấn đề giảm cân của chúng ta, ngăn ngừa những bệnh là loãng xương nữa, làm chậm quá trình lão hóa. Đấy là những cái công dụng và những cái lợi ích rất là tuyệt vời từ đậu đỗ mang lại. Hôm nay mình thì làm món ăn này nó rất là ngon nhưng nó hơi dầu mỡ một chút. Đó là đậu đỗ xào với tỏi. Tỏi mình không dùng dầu mà mình dùng chính cái phần mỡ của con lợn, và nó có một ít tóp mỡ mình xào cùng. Khi mà xào cùng này thì ăn đậu đỗ nó ngon hơn cả ăn thịt. Nên khi mà chúng ta ăn cái món này nó rất là ngon. Nếu những bạn nào mà không bị thừa cân béo phì thì các bạn cứ ăn cái món như thế này nhé. Còn những bạn nào thừa cân thì chúng ta sẽ giảm thịt đi, và chúng ta ăn đậu đỗ kiểu này cũng rất là ngon, vừa tốt cho sức khỏe và không bị ngán nhé. Đây là mình đã chia sẻ được xong cái phần đậu đỗ này. Nếu các bạn thích thì hãy làm cái phần nó ăn như thế này, vừa giúp chúng ta tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa được ung thư, mà thậm chí nó lại giúp cho chúng ta có một món ăn ngon và không bị ngán. Khi mà xào thì chúng ta chỉ cần cho mỡ lợn hoặc là dầu ăn vào, phi thơm tỏi lên, cho rau vào, các bạn xào và cho thêm gia vị thông thường, muối, hạt lêm, bột ngọt, và chúng ta đậy vung một lúc cho rau nó chín và cho lửa to để nó giữ được cái độ xanh của rau nhé và không bị mất nước. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.